Hai ngày qua, thời tiết Đài Loan trở nên mát mẻ hơn, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng rất lớn, nên cánh rừng phong của nông trường núi Phúc Thọ, Phủ Sâu San, cách mặt biển ở độ cao 2.200m ở Đài Trung, cũng đã dần dần chuyển sang màu đỏ cam. Do nhiệt độ ban ngày tại khu vực nông trại đã giảm xuống còn 12 độ C trong vài ngày qua, nên cây phong trong nông trường đã được khoác lên chiếc áo màu đỏ cam rực rỡ, mang đến bầu không khí mùa thu lãng mạn. Cảnh lá phong thay áo đỏ là một trong những cảnh quan thiên nhiên thu hút du khách nhất vào mùa thu. Du khách cho biết phải mất 5 giờ lái xe mới tới nơi, nhưng để đổi lấy cảnh đẹp mãn nhãn thì dù hành trình có xa vẫn rất xứng đáng. Những chiếc lá phong đỏ cam rực rỡ, bay nhảy dưới ánh nắng mặt trời khiến người ta không thể rời mắt. Ngắm nhìn những chiếc lá phong đỏ này ngay tại bờ hồ và con đường mòn bên cạnh, giống như đang lạc vào khu rừng phong trong những bài thơ lãng mạn. Theo Phó trưởng ban quản lý nông trường núi Phúc Thọ, ông Vương Nhân Trợ cho biết, vào tháng 11 sẽ bước vào mùa lá phong đỏ. Hoan nghênh du khách đến ngắm cảnh tham quan, ngoài ra còn có thể đến thăm vườn táo núi Phúc Thọ, cùng nhau trải nghiệm thú vui hái táo vô cùng thú vị.